lại một tác phẩm Cây xanh già cốc đế nữa, mà như anh Tiến giới thiệu đây là tên gọi anh đặt cho là cây cột kèo. Thế thì tôi hình dung ra là cột kèo tức là nó thế nào? Nhà ruổi thôi. Vâng, nhà tre. Tre. Đẹp quá chị, toàn những cây già cốc đế này. Đây. Trải ra như là một bàn tay ôm lấy đá già kinh khủng khiếp, như là cái lược ấy. Hai chục cây làm đẹp tít ngay mà chứ tôi cũng làm sể đấy, cũng làm sể. Cây cột kèo hay thế nhỉ. Vâng, vẫn ở trong tình trạng là anh bỏ bê, anh chả làm, anh đi đắm say vào cái việc khác, cho nên những tác phẩm nó già nua như thế này, nó cổ kỳ mỹ cổ kính như thế này mà anh không làm. Xong bọn nó đặt sai vị trí đi triển lãm này, xong nó đóng bọn mình đi mãi chỉ đạo ngoài kia. Thôi nhân cái dịp này Hương Sắc Đỗ Sinh lên chia sẻ những hình ảnh này đối với những người yêu cây cảnh nghệ thuật. À, để chúng ta chiêm ngưỡng. À, thôi thì ta cứ chấp nhận cái phần bệ gốc cốt cách của cây là tuyệt vời rồi, về tuổi đời của cây là rất là già rồi. Đấy, chứ còn cái tay tán thì chúng ta cũng thôi thúc anh Tiến là sớm khẩn trương ta triển khai những công việc thường ngày đi, chăm chút vào vườn cây để ra đời những tác phẩm bonsai hoàn thiện hoàn chỉnh cả về phần tay tán đi. Đó, rất là đẹp cây cột kèo của anh như thế này. Mà đây Hương Sắc Đỗ Sinh đưa cái ống kính lên cái phần tán để đáng là phê bình anh Tiến. Đây. Đáng là phê bình. Mặc dù không phải cây trong sân vườn nhà Đỗ Sinh, nhưng Đỗ Sinh vẫn có thể dùng cái câu là phê bình anh Tiến. Bởi vì đây là tiếng nói chung của những người yêu cây cảnh nghệ thuật, là phê bình anh. Đấy, đẹp như thế các bạn ạ. Đây anh Tiến có giới thiệu một cây anh ấy chế tác là cây giáng huyền trên một cái trụ đá như thế này đây. Rất là vĩ đại. Đồ sộ thế. Tiếp theo đi anh ơi. Tiếp theo này mấy cây nữa. Đưa qua, đưa qua thôi, bởi vì vẫn ở trong tình trạng là phê bình anh, mà tay tán là phê bình anh. Cây thân đôi là rất đẹp vì cái lá. Đây là tác phẩm hai cây xanh à? Hai cây xanh trực anh áp vào nhau à? Không, một cây chứ. À, một cây tức là thân đôi. Nó là hai cây trực, xong bây giờ đẩy thành một cây hoành, một cây trực. À, cây trực cái vết bổ trên này đấy à? Vết bổ anh đang bó đây à? Cởi đòn. Cốt của nó là nguyên thủy của nó là hai cây trực. Vâng, mua về là hai cây trực song thân đấy, chuyển thành một trực một hoành, hai cây thực bệ như này, thế mà anh chuyển thành một cây trực một cây hoành bằng cái vết nhấn ở đây.
Anh bổ xong anh vặn xuống. Đúng bằng bắp chân. Vâng. Đuổi nọn. Cũng dần hoàn thiện rồi đấy. Cành hoành nó đưa thế này là được rồi. Hoành bên này xong rồi này. Vâng, chứ đừng thấp quá nữa xuống. Thấp xuống rồi thành huyền mất, mà huyền lại huyền ngược. Đấy. Bây giờ làm nhiều thằng cây này kéo nguyệt, cứ bỏ của tao vứt. Đấy, cái phần ngược lại là chúng ta chiêm ngưỡng cái bệ đá của anh. Hai thân, vâng, hai thân đưa lên thì thân trực nhỏ hơn anh giữ nguyên, và anh đánh cái thân lớn hơn ở cái vị trí này để anh làm hoành xuống đó. Đây, từ chỗ thoát thân này cũng già lắm, chẳng qua là cây đã chăm sóc nó thế sau đưa lên đây. Đó, vị trí bó là vị trí anh bổ và anh vặn xuống này, để chuyển hướng từ trực sang thế nghiêng, nghiêng xong đánh lợi dụng cái gập chỗ này nữa để anh đưa xuống thành hoành này. Đấy. Đó là hai tay. Đấy, cốt cách là coi đi xong hết rồi chẳng. Vâng. Bẻ rất nhẹ nhàng. Nên tấn lên nhiều lúc. Nhiều lắm, những cái tác phẩm như Hương sắc đỗ sinh vừa chia sẻ với các bạn ở sân vườn của anh Tiến này còn nhiều lắm. Đấy, sâu tít mãi đằng kia. Vâng. Và có những gốc cũng còn cũng vĩ đại kinh khủng. Đây. Đây là cây võng cách. À, anh Tiến có giới thiệu là cây võng cách này là một cái cây cổ nhất ở cái vùng này. Thân lũa. Mà anh vứt tít đằng sau xó chỗ những cái bới cây nhãn cây xấu. Khuất tít đằng này. Mà ai ngờ lại có một cái tác phẩm nó cổ kính như thế này, nó cổ quá như thế này. Đấy là cây võng cách. Hết lá. Đẹp thế chị, thân lúa. Dưới một hai cây đánh bóng bôi đánh đi vào cái thằng lúa thì lúa nó cứng lắm. Cái này cây thuốc anh. Có tác dụng gì anh? Tức là đi ngoài đấy. Mà ăn vài lá vào là điều trị được ấy. Mà cái cây này nó lại bị chỗ này nó lũa mà nó chỉ còn bám có tí này thôi anh. Thế mà nó vẫn sống. Mà nó vẫn đỡ được cái chiều cao này. Hay quá nhỉ. Nó có hoa anh. Có hoa có quả. Ờ. Hay dùng cái lá này để ăn gỏi à? À, lá ăn được để ăn gỏi. Ăn gỏi cá phải có lá này. À, thế đấy. Tức là trong món gỏi cá phải có lá võng cách. Tôi vẫn mê cái võng cách này của anh. Tôi mê cái thân của nó quá. Còn cây này thì chắc không thể làm tay tán đẹp được. Vâng. Đẹp lắm. À thế à? Bây giờ phẳng đen đẹp luôn. À. Chẳng qua mình người là cắt nó chứ. Vâng, vâng, vâng. Ông nếu mà ông làm đều, ông chăm sóc đều, chẳng qua cái này hết nước lại dùng lá. Vâng. Nhưng mà cây này không... di chuyển tôi về trên ô tô tôi chỉ sợ nó gãy ở cái chỗ kia. Gãy ở đây. Gãy ở. Toàn thỏ cây vào đây để khiêng. Hay quá nhỉ. Rêu phong. Thank you.
Đây này. Bên cạnh cây võng cách thì anh có một cây lộc vừng, mà lộc vừng người ta trút hết cả hoa rồi, để mà bây giờ cây này lại ra hoa đẹp này. Đó, đấy là cây lộc vừng ạ. Mà cái khu này của anh nó tùm như rừng thế này. Vâng. Đấy, gốc lộc vừng. Mà ở cái thời điểm này nó lại chí chít hoa này. Lộc vừng Yên Lập đẹp hơn các nơi khác rồi, cái láng. Vâng. Mà nhỏ, gọ, về chuôn đâu. Anh nhìn thân lá nó sáng. À, kết thúc video Hương Sắc Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn, trên khuôn viên vườn nhà anh Tiến có một cái cây xanh dáng trực. Đấy, mà cái tầm vóc cây nó như thế này. Đó, chúng ta quan sát cái phần tổng thể. Anh Tiến là người đang đứng cạnh gốc cây. Vâng, đấy, cái nón đó. Đường kính của nó thân khoảng 45 đến 50 phân. Mà anh để cái nón vào là cái nón còn nhỏ hơn, cái vanh nón còn nhỏ hơn. Đó, bây giờ đến gần chúng ta quan sát. Gốc xanh dáng trực to và tuổi đời cũng cao. Vâng, bây giờ em sẽ chuyển ống kính sang bên đấy. Đấy, người ta chiêm ngưỡng cái bệ trước. Tay đấy. Rồi đã đi xong hết rồi. Trong thời gian vừa rồi, anh Tiến đưa về vườn mình toàn những gốc xanh, những cái phôi xanh rất già, rất đẹp. Nhưng mà tại thời điểm này thì anh đã bắt đầu có cái tư tưởng để quay trở lại vườn, chăm chút cho vườn của mình. Cho nên khi được báo Hương Sắc Đỗ Sinh lên là anh đã bỏ ra một tuần vừa rồi suốt sau cái vụ mưa là anh làm. Đến hôm qua tạm ổn rồi, anh bảo là cũng chưa xong đâu nhưng nóng ruột quá, thôi mời Đỗ Sinh lên nhà mình sớm đi. Và anh em có cùng nhau đào đạm và góp ý một số những cái tác phẩm. Để từ ngày mai trở đi, anh Tiến có nói là sẽ dành thời gian nhiều đối với cái vườn của mình. Và một gốc xanh đại thụ kỷ lục ở trong vườn anh. Không biết là nó lại ôm cái gì trong kia. Cái bể. Vâng, đấy. Nó to như thế này. Cây này mà vận chuyển đi thì phải đến những cái khách sạn. Sau này vứt lên chậu đấy, vứt lên cái sập. Phải lên sập chứ. Chứ để dưới đất nào được. Ui dồi, đẹp quá. Một gốc xanh như anh Tiến nói là gốc xanh đại thụ. Bằng bắp đùi hết rồi. Vâng. Anh đã chia các phía, các tay tán rất đủ. Rất là bới, rất ấm rồi. Bây giờ chỉ có làm tán bông nữa thôi. Chỉ có làm thành bông nữa thôi. Đến với gốc xanh đại thụ này, Hương Sắc Đỗ Sinh xin dừng video ở đây. Đã chia sẻ toàn bộ những tác phẩm trên sân vườn nhà anh Tiến, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Hương Sắc Đỗ Sinh chúc anh Tiến cùng gia đình có một sức khỏe tốt. Đối với anh Tiến thì dành nhiều thời gian để chăm chút cái khuôn vườn của mình. Một vườn đầy tiềm năng, có nhiều những tác phẩm độc đáo, thân quái, tuổi đời cao, có nhiều triển vọng để trở thành những cây bonsai quý hiếm và giá trị nghệ thuật lớn trên sân vườn nhà mình.
Xin cảm ơn anh nhé. Vâng, bắt tay anh. Chúc anh cùng với gia đình mạnh khỏe. Vâng, chào anh. Xin cảm ơn các bạn Hương Sắc Đỗ Sinh đã chia sẻ những hình ảnh đến với các bạn. Chúng ta đã dành thời gian để theo dõi. Xin chào.